gì dữ mèo dữ vậy miệng nhịp nhịp luôn kìa. Đừng có đó tay ấy cái xình không anh mình. Để coi nó làm sao để nó bắt được chuột ở trên đó nha mọi người. Đây là em mèo khi phát hiện là con chuột. Nó bắt chuột dữ lắm mọi người. Bữa giờ nó bắt cũng có 5-6 con chuột rồi đó. Nó bắt vòng vòng nhà. Bữa giờ vòng vòng nhà mình chuột quá trời chuột luôn. Nó ăn trái cây rồi nó cắn te cắn lưới tùm lum hết trơn. Do là con mèo nó đi mất rồi mọi người, không có con mèo. Mà mấy con chó thì nó bắt chuột không hay như mèo. Nên chuột ở đâu nó kéo vậy nó ở quá trời ở nè. Bữa nay anh hai mua mấy cái lồng xuống để gài bắt bớt nha. Bữa hôm mình làm một cái video mình bắt chuột mình định nướng, nhưng mà sau đó mình thấy tội nghiệp quá mình thả hết trơn. Nhìn mặt tội nghiệp quá mình thả hết trơn, nhưng mà bữa nay tội nghiệp hết nổi rồi. Bây giờ là phải diệt nó thôi mọi người. Mình bắt nó mình đem đi chỗ khác mình thả nó cũng về đây nó ở nữa. Nè mèo, cho mèo nè. Nè mèo. Nè. Phải. À, anh để đây nè. Rồi tụi bay xử đi. Bay xử sao được tụi bay xử. Nó không có lòng sao bắt được. Nó không lòng sao bắt được nó. Hả? Sao bắt được nó mà bắt. Màu làm cái ghê lắm nha mọi người. Vì mực lấy cái tay mực đè lên cái lòng đó mực. Vì mực dành nha. Mau mình dám dành với ông quay mực luôn mau. Sao bắt được rồi bác. Trong cái lòng rồi bây giờ để thả ra cho. Để thả ra cho mực con gà. Con gà đem thả ra cho. Dì ơi từ từ. Con gà đem thả ra cho nè. Giờ không ra sao tôi lấy thả ra cho tôi bay bác. Trời ơi con ối nó gì. Ê dành con chuột cắn lộn luôn à. Thôi nè. Rồi ra ra mực. Mực mi mi. Nó cứ ngắt. Đẩy nó ra nó đó với màu đang dành nha mọi người. Chị với mực. Ra đi hai đứa ra đi anh lấy ra cho. Anh thả chuột ra cho. Rồi tới cơ ngựa rồi. Tới cơ dành chuột rồi. Rồi. Nó vui. Ơ nó tèo ra ơi. Trời ơi đang cầm nó tèo ra rồi. Mau nó chụp luôn rồi. Rồi nhưng mau bắt được rồi. Mau thả nó chạy. Rồi. Chui tới nó thả ra rồi. Kêu mình cầm ở đây nè. Mình cầm tuốt này, mình cầm cái này cái con chuột nó ủi ủi lên nhỏ cái khe này nó chui cái đầu ra, cái mau nó chụp luôn. Nhìn nó mau nó bắt được con chuột rồi mọi người. Còn gì đâu, còn hai cái chuối không à. Cái chuối không dành nữa nè. Rồi dành cái chuối đi. Có gì trong đó đâu, rồi cắn chết chuột rồi bỏ rồi chứ làm cái gì. Cắn chết rồi thôi hả mèo. Vậy chứ nó cầm nó canh con chuột tới khuya luôn à. Ghê mặt hớn hở ghê, sáng có chiến lợi phẩm mà mặt hớn hở giờ nằm canh rồi tắn chét đồ lại gần rồi no với nó. Tắn nằm lăn lăn chứ đâu dám lại gần. Sáng nó mới đi lội đâu rồi, mẹ xám nó chưa về nữa, ba mẹ con nó với con mập với con vợ dẫn đi mà. Ờ đâu? Nó với con tắn, con vợ, con mập với con xám dẫn đi mà có mình con tắn về, ba đứa kia chưa về. Nó về bọn mình nó thành con bấm guốc rồi. Mau bỏ con chuột con tắn nó ăn bây giờ mau. Mặt hớn hở ghê. Phải bỏ con chuột rồi, bỏ con chuột rồi. Con tắn lại nè, thử coi mau nó thấy là sao nha. Tắn giạt lại liền. Tắn mấy con mau rồi tắn giạt lại liền. Ghê thiệt. Mấy con mau rồi tắn giạt lại. Giờ là ngày là cũng gài chuột gài suốt vậy mọi người. Nó diệt bớt nha chứ để vậy là không được. Nó ăn nó phá quá phá.
Mẹ lên chuột có mau đứa nào dành rồi, đi kiếm chuột đi lên. Lo đi theo tao, đúng chuột, mày đứa nào dành rồi kìa. Chạy về con chuột, thăm chuột còn không? Đi lên. Con chuột đâu rồi? Rồi, đứa nào tha mất mẹ rồi. Con chuột nó mất tiêu rồi, Tứ Thắng nó tha rồi kìa. Ơi, con Tứ Thắng có lấy không? Rồi, chuột đâu? Chuột có mau đâu? Đây nè, mau nó ăn đây nè, mau nó ăn đây nè. Đây nè, ngay chỗ con Tứ Thắng kìa, trả lời Tứ Thắng kìa. Chuột đâu rồi? Kiếm chuột ăn chuột đâu rồi? Mua nó phát hiện rồi nè. Mau nó dẫn ra đi kiếm chuột nó nghe mọi người. Nó bỏ con chuột nó chạy đi đâu rồi, xong bây giờ nó quay tới lại chỗ cũ mà không còn chuột nữa, nó đi kiếm. Nó đang chạy nó kiếm le lưỡi luôn kìa. Rồi sao không có con chuột không biết giữ, mắt ráng chịu. Rồi. Cái bơm này chưa thấy, rồi phát hiện rồi. Rồi, tìm lại được con chuột của mình. Rồi. Không hay dưới ta. Thang chuột đâu nữa hả? Rồi, cái lưỡi. Lưỡi quẹt luôn. Rồi, cầm chuột cho mấy đứa kia. Nè, cho này, mực, cho mực nè. Rồi, cho mực á, mau nó khỏi dám giành. Giành viên mực. Đó, dám giành viên mực. Xạo, giờ đi theo canh nha mọi người. Đâu dám giành viên mực, giành viên con trắng rồi kia chứ đâu dám giành viên mực. Giờ con mực đi đâu nó đi theo đó, nó gặp nó cưới bên, nó canh. Sợ hả nó lấy con chuột nó chạy. Mực than chuột lên nha sàn rồi. Mau chưa dám lên, mực còn dính cái đít ngay chỗ cái lỗ nên mau chưa có đi lên được. Rồi, mực tận hưởng thành quả của mình đi. Mèo lên đi, chạy lên. Rên ăn cắp chuột lại. Không dám lại gần. Nhìn đứng từ xa nhìn thôi chứ không dám lại gần. Đâu dám lại gần. Bây giờ nó cắn chuột rồi trưa nên nước lớn mình giục luôn mày xong nha mọi người. Rồi sợ hở ông quay mặt đi vô tông kia. Mau thang chuột một chạy. Rồi chạy đi mau. Chạy đi mấy con mực nó giành lại. Chạy đi. Hửi nữa. Mực nó không có hứng thú với chuột chết mọi người. Chuột sống mực nó cắn, còn chuột chết mực nó không có hứng thú gì. Nó tha cái rồi vậy thôi. Cuối cùng nó cũng nhường lại cho con mau rồi. Anh thấy mực nó gặn ngừ luôn rồi. Rồi mực nó đâu có sợ, tại nó không hứng thú rồi chứ nó đâu có sợ con mau. Giờ đi xuống, xe xuống. Cây cầu thang không đi mà đi cái đường này tàu lao hết biết. Dạ, yeah, xanh tặc bị ngáo. Mau nó phát hiện rồi mọi người. Dính được con chuột nữa nha. Sáng nay dính được một con chuột nữa. Đây tiếp tục là một con chuột. Nhà vô quá trời chuột luôn. Này là cũng dính gà dính hoài luôn. Nó phá quá trời phá rồi. Là một con chuột nữa, nhưng mà bữa nay mình sẽ bỏ con chuột vào cái thùng nha mọi người. Rồi con chuột chạy vô đống củi tiêu rồi. Vậy là con chuột này nó thoát nha mọi người. Chạy vô đống củi nó thoát rồi. Ui, bay bắt được con chuột. Mới gài được con chuột nữa, mình chưa kịp ấy thì nó bò vô trong đống củi chạy thoát rồi. Tụi bay bắt không được nó đâu, nó vô đống củi rồi. Giờ thử coi là con chuột, bây giờ con chuột chui đâu đống củi rồi, mấy đứa này nó có bắt được con chuột hay không. Mình thấy mong mắc cười quá. Nó lăn sang cái tao, nó chạy lăn sang cái tao. Không có bắt được nó đâu. Nguyệt quậy tụi nó lăn sang luôn rồi. Giờ đang tìm cách đi bắt con chuột. Thử coi khi bạn chuột chui đống củi tụi nó có bắt được con chuột hay không nha. Mình nghĩ là 90% là tụi nó bắt không được. Tại nhiều lần mình thấy tụi nó bắt chuột trong đống củi này rồi. Nhưng mà không biết có chuột hay không. Còn bữa nay là mình thả con chuột chạy trong đống củi này. Con nó sủa rồi, nhưng mà nó đánh hơi được chuột rồi. Mực nó gị cái cây củi nó đem lên luôn rồi. Rồi, thôi mình sẽ phụ tụi nó một tay nha. Giờ mình sẽ cách ly đống củi này ra làm hai. Chắc cái đống này đem ở đây. Còn chừa cái đống ở đây cho tụi nó bắt nha mọi người. Ha ha ha.
Mình đã giúp tụi nó ngăn chia đống củi làm hai cho mọi người. Đây đống củi bự nè. Còn đống củi nhỏ là mình thấy con chuột rồi, con chuột đang ở trong cái đống củi nhỏ đó đó. Thử rồi tụi nó có bắt được hay không nha. Thử rồi tụi nó làm cái cách nào đi. Ôi ngồi. Ngồi nó dữ thiệt. Ngồi nó lòi đống củi là nguyên ngoài nó dí nè mọi người. Mực làm được vài cái mạnh đó mực. Rồi thử rồi sao mà tụi nó bắt được cái con chuột này. Cái gì vậy chát. Ơi bà làm gì làm tao không biết, tao chỉ quan sát thôi, giờ tao không giúp nữa đó. Chát à. Chát có biết bắt đâu, để cho tụi nó bắt đi, chắc đừng có dành. Không bao giờ cắn lộn nha, con tắn nó nhìn em nó tới cùng luôn. Không bao giờ con chát cắn nó chứ nó không có cắn con chát. Nhưng mà con mập hay con dành gì cắn tới đó là nó cắn lại rồi. Nó vậy đó, chát ăn hiếp bà đi vậy. Chát cạp nó nhiều, nó né rồi, nó ngừ ngừ nhưng mà nó né không, mà nó không có lại, nó giống là sáo của nó. Thương con, thương em vậy lắm. Nhưng mà con mập hay con dện gì đi, hồi nhỏ nó cắn lộn với con dện hoài luôn rồi. Với lại mọi người coi nè, con dện nó bị sờ mâu nha. Giờ nó bị sờ mâu trên lưng nè, uống thuốc không đại khô rồi, sắp hết rồi, đang lành nha mọi người. Ngày nào nó cũng uống viên thuốc hết rồi. Bắt đi, bắt được không? Đứa con gốc hết, con chuột này cũng khó à. Nè, mà gơi gơi một lô đống củi ra luôn. Ngậm củ một lôi ra luôn, ghê thiệt. Ghê. À, quá dữ. Sao? Đang cố gắng nha, đang cố gắng bắt nha. Mật ghê. Gì mau. Thấy chuột chưa? Tôi bay bắt, bỏ tống cái phảng bên kia rồi, lát chuột nó chạy mấy anh đó mất tiêu nè. Ghê vậy. Đang cố gắng dữ lắm. Mực nó ngậm củi nó ra luôn á. Mực nó nhẹ nhẹ cái mực da nó từ từ đột quỷ nghe. Lôi củi. Rồi con ke con tắn nó nhịn chứ con dện nó không có nhịn nghe. Con dện nó cắn rồi mọi người. Chét nó nhỏ con nhất mà nó láo nhất nhà luôn á. Mực lôi đúng củi ra cậu. Lôi cái củi ra cắn rồi mọi người, để giúp cho mực hai cây nữa nè. Giúp cho mực chút xíu nữa nè. Giật ra nè. Rồi đó tiếp tục đi. Phụ cho hai cây nữa thôi á. Còn chuột đâu? Con chuột chưa, nó núp trong đó đó. Còn ở trong đống củi đó đó, rồi tao bắt tới chiều luôn nha. Rồi tụi bay làm sao làm, ráng chuột chạy mất tiêu, cười đã. Anh giúp cho dọn cây nữa. Anh giúp cho dọn cây nè. Rồi bắt tiếp đi. Quá trời khiêu, nó khiêu cũng khiêu văng ra được khúc củi nha mọi người. Nó cũng cắn, nó cũng lôi ra được mớ. Nhưng mà khả năng cao tụi nó bắt không được con chuột này đâu. Con mau nó để chân mà ơi. Mau chỉ để chân thôi chứ có làm được gì đâu. Đâu có thấy nó cắn cây nó lâu gì. Mực với dện là dữ nhất. Mực với dện với ói là dữ nhất. Con chét thì đúng nghĩa là phụ quạ luôn nha. Còn con cỏ sau này nó hiền người ta. Đâu tới đâu rồi, chuột đâu rồi. Giờ đâu biết con chuột đâu. Cứ là nói cũng giỏi lắm à. Kìa cắn cái củi lâu lâu ấy. Rồi rồi, vui củi vào luôn. Rồi. Gì vậy? Đó kìa con chuột nó bỏ cây đây nè. Gì vậy? Đó kìa con chuột nó bỏ cây đây nè. Gì? Rồi xong mất tiêu. Nguyên bầy vậy, con chuột nó lù nó chui ngang qua mình, con tắn luôn. Rồi giờ đâu biết con chuột bò đi đâu bác. Bò quýnh quán cái tên. Trời ơi. Ê, nguyên quầy bắt không được con chuột. Chuột đâu. Là bãi rác luôn rồi, con chuột nó bò ra tới bãi rác luôn rồi. Tiêu rồi. Trời ơi, nó lù nó tàu la con mau lý tới ngoài kia rồi. Nhìn khiên chuột nó bơi xuống nước rồi. Dí qua ra ngoài mé nước luôn rồi. Trời ơi, tàu lao thiệt. Leo tèo chứ dữ vô, đào vô, cây đồ, cắn cây đồ lôi như dữ lắm. Ai ngỡn chuột chạy mất tiêu rồi. Mày dữ lắm mà mau. Xuống mau, phải xuống mau. Trời ơi.
Má nó theo, nó chui trời ơi. Má nó chui vô múc tao. Má nó chui tao gắt nước luôn rồi. Con chuột đâu, nó mất tiêu rồi. Bắt không được đâu. Vô đây, vô phương bắt. Vô góc nước này rồi biết đường tôi bắt. Giờ lỡ nó nằm múc ở trong cái góc nước, nó vô hai mươi khía, nó nằm hai mươi khía trong góc nước thì đâu có đào được. Có thấy nó đâu mà chọt. Giờ nó chạy mất tiêu rồi, giờ không biết nó nằm đâu luôn rồi, nó gì chọt. Mày hả mèo, mày dữ lắm, mày sung dữ lắm hả mèo. Trời ơi kìa. Cái thằng người đàn ông thất bại này. Đến đây mèo. Mập. Mập vậy mà chụp không được, mập là người được theo con chuột nhanh nhất nha. Nhưng mà chụp không được con chuột. Con Tú Thắng thì con chuột bò ngang mình nó luôn. Con Tú Thắng con nào quên rồi. Con chuột bò chui qua háng nó luôn mà bò đi một cái một con tiêu không biết mà. Còn đâu mà vô đó bắt, có con tụi bay bắt nó chạy ra mất tiêu rồi còn nó mà bắt nữa. Không còn đâu. Để đám củi này đi, mời mình thử thách cho nó tiếp mọi người. Mời mình kiếm con chuột khác mình mình thả vô trong đám củi này thử thách cho nó tiếp nha. Coi tụi nó có bắt được hay không. Trời ơi. Cái bầy vô ti thì chứ. Những chú chó vô chi. Hồi tối mình lại gài được một con chuột ở trong nhà nữa. Vậy là bây giờ mình sẽ tiếp tục thử thách mấy thằng lính của mình, là mình sẽ bỏ con chuột này vô trong bụi củi. Thử coi tụi nó có bắt được con chuột này không. Ừ, Tú Thắng bốn chân mang dài vậy Tú Thắng. Tú Thắng bốn chân nó đen thui. Con chó trắng mà không bao giờ thấy nó màu trắng. Hồi nào nó cũng phải dính đen đen nó tổng mới được. Giờ mình thả, mình sẽ thả con chuột này trong cái đống củi mà hôm qua tụi nó bắt không được con chuột kia nha mọi người. Thả vô. Trời ơi, trời ơi con giận mình mấy đứa nào nó lấy sình không. Ơi đừng có nhảy mình anh vô. Rồi giờ ta thả nó vô đống củi này, đứa bắt được bắt không được thôi đáng chịu nghe không biết à. Ra đây né ra cho nó chui đống củi. Từ từ ra cho nó chui vô đống củi, bây giờ sao nó dám chui. Ra. Trời ơi. Gì vậy? Trời ơi, mau nó bắt được rồi. Mình thả ăn chuột cái đống củi mà nó không chịu nhảy vô đống củi, nó chạy ra ngoài bị mau bắt rồi. Nguyên bài cho nó giành rồi mọi người. Thả ra chạy mau nó chụp luôn.